Ok Phương. Rồi. Rồi coi không? Ok, tới cục vậy coi. Tầm 3 phân. Sao 3 phân à? Tại cục xếp kỹ phân à? 1 phân không mà xảy ra cục đó. 1 phân có phân mà ngủ của nó. Phi chỉ xà lý không? Phải cục đồng cục đồng. Cục đồng để nó bổ thẳng á. Phải chứ. Thì3.5 位球。